Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những tranh chấp ở Biển Đông giữa Việt Nam với các quốc gia Đông Nam Á Ngày 4 tháng 11, VOA Tiếng Việt đưa tin, Malaysia khiếu nại Việt Nam mở rộng bãi thuyền chài ở Biển Đông. Theo đó, VOA trích dẫn hãng tin nước ngoài cho biết, Malaysia đã gửi thư khiếu nại tới Việt Nam về cáo buộc mở rộng một đảo nhỏ ở Biển Đông mà cả hai nước đều tuyên bố là của mình, trong một động thái leo thang, song phương hiếm hoi, không liên quan đến Trung Quốc. Động thái này làm sáng tỏ thêm một trong nhiều tranh chấp ở tuyến đường thủy chiến lược mà phần lớn trong đó là do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với việc Bắc Kinh thường xuyên có xung đột với Philippines và thỉnh thoảng xảy ra tranh chấp với Việt Nam. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết các thực thể tranh chấp nhiều nhất là xung quanh quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Việt Nam, Brunei và Philippines đều có các yêu sách chủ quyền và mức độ chiếm đóng khác nhau. Theo hãng tin nước ngoài, lá thư của Malaysia được gửi tới Bộ Ngoại giao Việt Nam vào đầu tháng 10 năm nay, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Theo hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington phân tích và công bố vào tháng trước, khiếu nại này liên quan đến cáo buộc Việt Nam mở rộng nhân tạo bãi thuyền chài, một đảo nhỏ ở quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng. VOA cũng cho biết vào cuối tháng 10, AFI tiếng Việt đưa tin rằng Việt Nam cũng đang xây dựng một đường băng trên đảo này. Hãng tin nước ngoài cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của họ. Bộ Ngoại giao Malaysia cũng không đưa ra lời bình luận. Theo VOA, trong những năm gần đây đã có nhiều hoạt động xây dựng đáng kể trên các đảo nhỏ ở Trường Sa khi các quốc gia tìm cách củng cố, yêu sách lãnh thổ của mình và chứng minh rằng họ có thể duy trì sự sinh sống của con người trên hàng chục đảo nhỏ và các thực thể này. Hoạt động của Trung Quốc đã thu hút nhiều sự chú ý nhất với bảy hòn đảo được xây dựng trên các bãi đá chìm, một số được trang bị đường băng, bến tàu, tháp điều khiển và hệ thống tên lửa. Và đây là hình, hình ảnh vệ tinh chụp một đường băng mới ngày 11 tháng 10 do Việt Nam xây dựng trên bãi thuyền chạy. VOA lưu ý rằng, mặc dù khiếu nại giữa Malaysia và Việt Nam về lãnh thổ là rất hiếm, Malaysia vẫn thường xuyên nêu ra vấn đề về điều mà họ cho là sự xâm phạm của ngư dân Việt Nam vào vùng đặc quyền kinh tế của họ dẫn đến việc bắt giữ một số ngư dân. Trước đó ngày 10 tháng 6, AFA Tiếng Việt đưa tin, Philippines đang giám sát hoạt động bòi lắp đảo của Việt Nam tại Trường Sa. AFA cho hay, Hải quân Philippines vào ngày 10 tháng 6 cho biết đang giám sát hoạt động nạo vét và bòi đắp đảo mà Việt Nam tiến hành tại quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Theo đó, truyền thông Philippines dẫn lời của phát ngôn nhân Robinson, chuyên về biển Tây Philippines cho biết, Bộ Ngoại giao Manila cũng đang có hoạt động liên quan sự việc vừa nêu. AFA dẫn lời ông Roy nói rằng, Việt Nam là nước có nhiều tuyên bố nhất tại khu vực quần đảo Trường Sa, trong số những quốc gia có tranh chấp chủ quyền tại đó. Tuy nhiên, Philippines và Việt Nam có mối quan hệ hữu hảo. Hà Nội không có những hành động phi pháp cưỡng bức đối với Manila như Bắc Kinh. Ông này cho rằng Trung Quốc là nước gây hấn nhất đối với Philippines trong số những nước cùng có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Trong khi đó, phát ngôn nhân lực lượng tuần duyên Philippines Jay Tarila cũng cho rằng phía Việt Nam không sách nhiễu ngư dân Philippines và đưa tàu phi pháp đến quanh các đảo tiền tiêu của Philippines tại khu vực biển tranh chấp. Ông cho rằng phía Việt Nam bắt đầu cải tạo những thực thể do họ kiểm soát trước khi có tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông năm 2002. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những tranh chấp biển đảo của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vụ Sài Gòn Đại Ninh lộ sai phạm của Nguyễn Xuân Phúc Ngày 3 tháng 11, AFA Tiếng Việt Loan Tình của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng Khai được cấp trên giao chỉ thị trong vụ Sài Gòn Đại Ninh. Theo đó, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng khai rằng ông được cấp trên giao chỉ thị giải quyết các đơn thư của công ty Sài Gòn Đại Ninh trong vụ án sai phạm về đất đai ở tỉnh Lâm Đồng. AFA dẫn kết luận điều tra của Bộ Công an được truyền thông nhà nước đăng tải ngày 2 tháng 11 cho biết, cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở Lâm Đồng. Có 10 người bị đề nghị truy tố trong vụ án này, bao gồm các cựu quan chức tỉnh Lâm Đồng, trong đó có cựu bí thư Trần Đức Quận, cựu chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp. Và đây là hình bản tin trên AFA. Một bản tin khác của AFA cũng trong ngày 3 tháng 11 cho biết thêm, kết luận điều tra của Bộ Công an xác định hành vi của ông Mai Tiến Dũng và những sai phạm của các bị can khác đã gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhà nước là giá trị toàn bộ dự án Đại Ninh. Dự án này có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 25.000 tỷ đồng và có tổng diện tích sử dụng đất lên tới 3.500 hectare. Theo AFA, dự án Sài Gòn Đại Ninh được triển khai thực hiện từ năm 2010, nhưng sau 13 năm, sau khi khởi công, dự án vẫn chỉ là một vùng hoang tàn, cỏ dại mọc cao lúc đầu người. AFA cho biết, theo báo cáo nhà nước, vị cựu bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ còn khai thêm về mối quan hệ thân tình giữa ông Nguyễn Cao Trí, tổng giám đốc công ty Sài Gòn Đại Ninh, với lãnh đạo chính phủ lúc bấy giờ và cũng là cấp trên của ông Dũng. Và giải thích rằng bản thân không còn cách nào khác nên phải ký phê duyệt bởi ông Trí có sự hậu thuẫn của lãnh đạo chính phủ. AFA cũng cho biết cấp trên của ông Dũng, lãnh đạo chính phủ trong giai đoạn xảy ra vụ án là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Ông Phúc được bầu làm chủ tịch nước vào tháng 4 năm 2021, nhưng được cho thôi chức chủ tịch nước hồi tháng 1 năm 2023, theo nguyện vọng cá nhân. Theo truyền thông nhà nước, ông Phúc phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hai phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Và đây là hình vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc thời đỉnh cao. AFA nhắc lại, trong buổi lễ bàn giao chức vụ ngày 4 tháng 2 năm 2023, ông Phúc đã phát biểu Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á chưa bao giờ gặp giám đốc việt á. điều này đã được ủy ban kiểm tra trung ương kết luận rõ ràng. với lời khai của ông mai tiến dũng, này xem ra gia đình ông phúc không chỉ liên quan việt á mà còn có thể liên quan đến nhiều vụ án khác. có thể nói việc những khai nhận về lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là cấp tứ trụ lại bị đưa vào kết luận điều tra là điều cực kỳ hiểm hòi. phải chăng điều này là dấu hiệu cho thấy cựu chủ tịch nước nguyễn xuân phúc sẽ bị đưa vào lò trong thời gian tới. Trước đó, ngày 25 tháng 10, thời báo chấm đê đã loan tin liên tục từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 10, vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Trần Thị Nguyệt Thu đã bị triệu tập đi lấy cung từ 8 giờ sáng đến 21 giờ tối mới được về tại trụ sở Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã viết đơn nhận tội và chấp nhận chịu mọi hình thức kỷ luật như cắt hết chức danh hoặc xử lý theo pháp luật tội hình sự nhưng xin tha cho vợ và các con. Có thể cuối tháng này hoặc sang tháng 11, Bộ Chính trị sẽ quyết định hình phạt cho Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vụ Sài Gòn Đại Ninh lộ sai phạm của Nguyễn Xuân Phúc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thảo báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới